Chào các bạn, hôm nay mình cũng có mấy cây hai châu nha, nhỏ nhỏ để đem ra giao lưu anh em mình. Cái đây là mình hôm nay có số 1, số 2 là mỗi số 2 cây, còn lại đây là mấy cây lê các bạn, mỗi số 1 cây. Cũng bưng lên số 1 luôn, bỏ cái đại xuống quầy gần đây trước rồi, bỏ xuống đấy, bỏ cho bên đây, bỏ về bên trong này được, phía trong đây nè, con bỏ cái này xuống bạn ơi, đây xuống á, bỏ nó xuống đây đi, bỏ cái đây nó về trước, bỏ đi, cho ngồi qua phía đây, đây là số 1 các bạn, cái đầu tiên nha, hai châu đất đảo nha, chỉ có số cuối cùng là số 6 là hai châu đất muối các bạn. Nào cũng đo chiều cao con, đo chiều cao thôi. Cái này cái nhỏ xíu các bạn, mà nó già lắm nha. Chiều cao 26 phân, 26 tới đây. Cái thân này, cái góc anh em mình so sánh ngón tay mình nha. Còn cái thân này, bằng ngón tay út mà này. Chiều cao 26 phân, cái đây là hai châu đất đảo nha. Còn cái hiệu này, rau. Số 1 cái đầu tiên. Rồi bỏ lên kia luôn, bỏ lên đây, bỏ chỗ này. Một cây, rồi bỏ cả đây lên. Bỏ chỗ này chứ, bỏ chỗ này. Rồi, quay cái đấy không. Cái đây là cái trước các bạn, cái thân nha. Cái gốc của mình giao lưu trước anh em rồi. Bữa trước cái gốc đem ra giao lưu anh em mất rồi. Bữa nay là còn lại cái thân, mình cũng đem ra giao lưu nữa. Hư chưa? Cái gốc là giao lưu trước, bây giờ còn cái thân là giao lưu sau. Chơi giấy mà ai chơi trở lại không? Cái cây dài đây các bạn. Đâu, đo thứ, đo thằng số không? Đây là cây trước các bạn. Trước thân nha. Cái đây đo được rồi mà. Rau hoành số 8, đo chiều cao không? Chiều cao tới điểm này rồi. Chiều cao 41 các bạn. Rồi nằm chậu 15 phân lục làm cho máy không? Quay con, quay. Quay. Đây là thân cây trước nha các bạn. Anh em lưu ý, hôm nay có một thân cây trước còn nhiều cây riêng hết. Rồi số 1 gồm hai cây các bạn. Một cây dưới đất đây. Đây, 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 đây. Cái đây là cây thiên nhiên. Cái đây là cây trước, hai cây này. Mình giao lưu anh em, hai cây là số 1 này. Ngày 19 tháng 7 năm 2024, mã số 1, 2 cây, 300k bao ship, 300k 2 cây các bạn. Mình ghi là 2 cây, tuy nhiên là nó lô 2 cây nha. 2 cây, 300k bao ship. Đây anh em tới này. Đấy. Thân, gốc. Cái gốc mình chiết ra, lấy cái thân đây, cái gốc mình giao lưu anh em bắt đầu. Mới bữa trước đầu. Còn lại cái thân này, bây giờ cũng đem ra giao lưu nữa. Rưa chưa? Chơi giấy mẹ ai chơi trở lại không? Ta bán mẹ rồi, chuẩn bị bán cho con nữa. Vậy cả tới chín rồi. Trái từ trong tháng ngồi luôn các bạn. Không ngờ hả? Chó. Lá nó này. Còn cái đây lá nó đây. Rồi bưng cái số 1 cắt các con. Bỏ đây. Rồi hai cái này giao lưu anh em 300 ngàn đồng. Bao luôn phí ship nha. Bỏ lại đây con, bỏ lại luôn. Bỏ vô đó. Rồi hai cái đấy một số. Rồi bưng số 2 lên. Còn tiếc cái chậu hả? Anh em có tiền mua chậu còn bưng một tỷ ra tiếc đó. Đây, đây là cây số 1 của lô số 2 các bạn. Lô số 2 cũng gồm hai cây nha. Cây trên bằng cây dưới đây. Đo chiều cao thôi con, đo phải hoàn thôi đây. Đo chiều cao. Rỡ mà xong rồi chết, biết xong cho thì nó còn sống này mà đỡ kích cái rỡ đó cho đỡ anh chị. Đo hoàn này. Đo hoàn số 7. Chiều cao con. Đây hai chậu đất đảo nha. Còn cái dấu mà mình ghi mà đến nổi bây giờ đây đây đây. Anh em dọn nè. Xù nó xì ra là nó đã đảo chữ đi luôn. Rồi chiều cao 16 phân. Đây các bạn, cả đây đỡ bao quyền được, nó nhỏ này. Góc này, góc đây có một cái thẹo nha. Đây một cái thẹo này. Đấy. Đó anh em giờ tự khui nha. Còn đó chưa khui. Đây mới phôi sống à. Bể đây cho đỡ anh chị đây. Cái mầm đây đâu có sử dụng đâu. Đây cái rỡ đây còn sống này.
đây con tư này, nhưng mà cái rễ đây kết bo các bạn, hồi đớn nó sống dở sống màu sao kết bo đây không đỡ chị đó. Đầu bỏ xuống đây cái đầu tiên, đầu bỏ cây thứ hai đó đấy, cây thứ hai các bạn đo con đầu thông số đầu quần gốc chiếc quần ngang cây kia cũng số bảy nửa giống nào coi ạ. Đấy bị nữ đầu số bảy phải chạy cho nó mới quay tan tét rồi chứ gần đó nè, chiều cao giống thước mà giờ mà thấy sao chiều cao 27 phân. Đây này còn mấy bà quay cây quanh là động này, quay cây dài em ít thấy cam này, thì quay dài là thấy cam dữ lắm này, đây cũng nhện đó này đúng lắm đấy, rồi chiều quay dài ít thấy cam cả nó cứ quay dài à. Đâu cái này to hơn con tay cái mình nhiều ngang một cây. Để chúc bà cho thêm đây, cô chú nào có giao lưu thì giao lưu, cũng giao lưu bà cho thêm giá thở bà tàu đó là nuôi tiếp. Đâu hai cây các bạn, hai cây này để cho đây rồi, hai cây này kẹp đây giao lưu anh em là 300.000 đồng bao ship luôn các bạn. Hiện trạng trên cây chưa có trái nha, số 1 chỉ có cái chiếc thân cái nó có trái này. Ở đây số mấy con? Số 3. Đây số 3 ấy. Là con quay. Là bao quen được, bao quen được. Cái này nó thấp. Cái đây lùng mà nó béo. Anh đây béo mà lùng các bạn. Chú, đây một cái hang động này. Cướm gơ chưa? Đây cái hang động từ rừng nữa nè. Nhưng mà đây sống nha. Đấy. Đây nó lũa từ rừng luôn các bạn. Chứ không phải lũa mình làm lũa đâu. Một cốt hai thân cả nhịp không? Đầu cốt cứng ngắc. Chiều cao đây sau đó, chiều cao bắt đỡ bắt ước lượng đây. Chiều cao 10 phân các bạn, đo cái hoàn đầy tư không? Đo hoàn đầy tư. Đấy, hoàn đầy cổ bự bự cái tư đó sao? Nó nhiều. Kéo qua. Rồi, hoàn 13. Rồi cái đây nhỏ hơn chút các bạn. Đo cái hoàn đại diện đây là 13 này. 13 mà sao to dữ con? Hử? Biết. Đó lại coi. Nè. Mà thấy rằng nó to chầm bá này. Đó thôi. Đò mà không biết đấy. Chạy kêu Mỹ tiếng mà đầu hoành 15. Đúng rồi 13. 13 rử, 13 đúng rồi. 13. Đầu chiều cao 10 phân các bạn. Hai đầu là đều sống cá nha, sống ổn định. Lấy tay con coi. Còn đỡ anh bấy cho. Để chút con đo chứ không biết khi trở lại. Mình dứt trên cổ mày á. Cho nó mau. Dứt trên cổ con ạ. Đây các bạn, thằng đây thì chất cao thấp thằng 5 phân. Thằng đây là đo lên mày chậu lên là 10 phân. Nhưng mà đo kem đây là dài hơn. Cái đây anh em nào có theo dõi video mình nhớ mấy cái đây nè. Mình đào này. Đây ký hiệu cũng còn đó. Đây 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 đây. Cây sống ổn định các bạn, hiện trạng trên cây chưa có đáy. Rồi cây số 3, một cây giao lưu anh em mình 400.000 đồng bao ship. Rồi bình bỏ mấy con. Đây số 4. Đây số 4 không có lũa ha. Chụp. Đây đi ở đi là phải xả giá thở bớt rồi nha. Cái cây này mà nó chấp vào nữa. Nó nhảy cướp bớt ấy. Chứ cái chậu đây đường kính đây 25 đây nè. Kính 25 đây nè. Rộng đo hành hả thưa con. Đo hành hết rồi. Đo vị trí này. Nế chỗ bự bự nè. Đo trên chỗ nhỏ nhỏ ấy. Đấy. Rồi hoàn số 9. Rồi cũng đo cái chiều dài phóng cái thằng này thôi. Chiều phóng cái thằng kéo thuốc từ đây xuống góc thôi. Từ đây là thôi. Sát góc lên thôi. Rồi 32. Rồi đã chiều đó 32. Đo chiều đây lên thứ nó nhiều. 22. Rồi kéo thiếu thằng là lên 10 cm. Rồi con quay chậm chậm chậm. Ba chiếc xe kỹ lại phần góc. Còn né nó quật trên mặt con kìa. Cảnh nhanh nó dài quá trời. Thì mấy cái đây đem ra cô chú ai có giao lưu được, giao lưu không giao lưu được. Mà làm tiếp tục cho nó đỡ nữa quá lưa. Rồi cái hải châu đất đáo đây các bạn. Hiện trạng cho nên nó có một cái lỗ nha. Cái lỗ từ rừng luôn nha, chứ không phải mình làm nha. Cái cành này chết sao nó có cái lỗ thì mình không biết. Cây hiện trạng ba cái rễ đều sống đâu. Nó có ba cái rễ nè các bạn.
thân cây cũng trong nhá. Rồi, hiện trạng thân cây đang có trái luôn nha. Lá này. Anh em mình chia sẻ, anh em mình có lá. Chú, rồi rồi ấy. Chú, rồi. Cứ quá. Mình giao lưu anh em cái cho lá nhỏ nha. Có rồi có bỏng hiện nay hết á. Rồi, nó mang cái mặt lá ra các bạn. Đây, những cái lá được tép miếng rồi này. Đây là đúng lá tép miếng luôn này. Rồi, hiện trạng trên cây đang hoa. Và cũng đang có trái. Đây. Đây, đây chiếc trái coi thử trái gì. Dạng dài mà tròn tròn nè. Rồi, quay lại con, quay lại. Cành nhánh nó to không rồi chứ. Đây, cành nhánh bự này các bạn. Bự lắm rồi, ngang chiếc đũa đâu. Cái đây thì nhỏ hơn. Gần, gần. À. Rồi, coi cái đây. Cái đây giao lưu anh em mình 400.000 đồng, bao luôn phí ship. Và khi gửi cây anh em nha, là chắc có lẽ mình xả bớt chút giá thử nha, chứ nó quá nhiều. Để cây thùng chậu lâu các bạn. Rồi bưng bón cho con. Bỏ chỗ đó. Để chút bài xếp lại. Rồi bưng cây xuống. Xuống em lại. Chút cây này phải nói rỡ chạy ra ngoài hết này. Rồi cũng đo thông số thôi. Quay ít dòng đo thông số. Quay ít dòng thôi. Rồi cũng đo hành thân nó chiều cao thôi. Nấy chỗ bự bự đây nha. Đo trên chỗ bự chút. Đừng có đo chỗ bự. Đây. Đo vị trí này. Đây quá. Đồng rồi. Số mấy nữa. Sao em giang chú ơi. Vị trí này số 9 các bạn. Đo dưới nó bự hơn nữa. Hai chậu đất đảo này. Đảo kéo cái gà thuốc lên. Kéo từ dưới lên một cái thứ hai. Chiều cao tới điểm này là 50. Đào con quay chèo mà quay chèo mình cho rõ ra nghe coi. Là nửa mét. Nửa mét, đúng rồi, thông minh rồi con. 50 là nửa mét. Rồi, được rồi, ngừng lại. Đây, góc ở đây nó có cái lũa thiên nhiên các bạn. Từ rừng luôn nha. Đây là lũa rừng này. Nó gãy, nó mọc, nó gãy mình không biết. Bây giờ là lấy từ rừng và tạm dài, nó còn dài. Chụp cái quạnh. Cái quạnh để bự chiếu. Chụp cái dưới nó bự không rồi chứ. Ở trên đây mà số 9 mà. Ở dưới đây chúng ta nguyên cục lũa để chúng ta. Mày, quạnh thứ con. Quạnh nguyên cục lũa thôi. Đã luôn lũa luôn. Khô tư đo sạch đéo tao. Rào chính xác còn coi như 19. Đây các bạn. Trên cây, hiện trạng trên cây nha. Nó có mấy cái đầu từ rừng đây. Đây nè. Tất cả các đầu nhỏ nó chuyển nhịp có đây. Đấy. Và trên cây đang có trái luôn. Lá và trái nó đây các bạn. Hiện trạng trên cây đang có trái non. Đây đây cũng được tết nến nào này. Lá đây là lá trồng phôi này. Đúng không? Anh em thấy mấy lá phôi này là bao nhiêu hết này. Đấy. Bây giờ lên cái lá này. Lên tới cái lá này. Ra ngoài con. Xôi kỹ đây có lúa nha. Anh em lưới nha. Cái lúa đây nha. Phần này phần sống nè. Có da nè. Phần lúa nó riêng biệt đấy. Qua sao chỗ này tím được nè. Hả? Chỗ này sao tím à? À ba cũng không biết mà. Rồi cái đây mình giao lưu anh em mình 350.000 đồng, bao luôn phí ship. Rồi bỏ kia con. Dạ cơ ta tự nhiên tím chỗ đấy thôi. Bỏ đây bỏ đây. Rồi, bưng cây cuối cùng là cây cuối cùng đây là cây hải châu đất núi các bạn. Số xéo là hải châu đất núi. Hải châu đất núi mà cái cây này cái thân nó không được thẳng như cây chuối mà nó quay như con trùng. Là quay con quay dạ dòng cây đây bữa mình đảo chậu này, bữa nay nó ổn định rồi đem ra giao lưu anh em mình. Hôm bữa ông ra hem rồi đấy, chừng nào nó ổn định rồi mình đem ra mình giao lưu anh em. Quay chậm. Rồi cũng đo cái hành đây thôi. Đo hành vị trí này thế nhiêu. Hành rỡ đây. Thâu soi. To hơn ngón tay cái mình, ngang ngón tay cái các bạn. Rồi đo hành cổ cây. Ở chỗ đây được rồi. Rồi quanh số 9. Cặp thứ gốc. Cặp dấu. Rồi số 9.
số 9 các bạn. Thả tay coi. Đây, coi đi hiện trạng mình đã đào chậu. Nó đã ổn định hết các bạn. Nó có hai cái rỡ. Một cái đầu, hai châu đất núi nha. Người ta đầu cao, Rồi bởi. Quan trọng là từ bà chia sẻ cái lá. Cái thằng đây lạ ta, người ta đầu cao, nó rỡ cao ta. Em nói chân dài tao nắp. Rồi cái này sau này anh em mình nha, trồng vô chậu nó được nối lên bao nhiêu đó. Còn dưới nữa để nó dựng coi các bạn. Đây lá nó đây, hai châu đất núi. Cho bữa mình đem vô này, mình nó đây phía ngoài nắng nha, mình đem vô là nó phấn ra được một lá, đem ra tới nắng lại rồi này. Nói chung là cái đây mình cái đáo chậu. Rau cây hái châu đất núi là mã số 6. Rau số 6 một cây. Đây là hái châu đất núi nha. Giao lưu anh em mình cây này là 450.000 đồng. Bao lưu phí ship. Đây anh em lưu ý. Cái lỡ đây chỗ đây là bằng ngón tay út mình nha. Đây. Thấy bàn tay mình này biết. Chỗ đây á là bằng ngón tay cái. Đây thì to ngón cái. Còn chỗ đây là số 9. Rau nó mọc ngay đầu cành luôn này. Đấy. Đừng xí chào con. Rồi hôm nay mình mà có số mã các bạn, anh em thích mã nào thì quẹo lựa.